Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.